là mình cứ chọn đại đi rồi chọn đại cái mô cũng được rồi xíu mình làm không nhất thiết là phải như theo như bây giờ mình làm cho nó quen tay là rồi nếu chọn cái đó thì qua đây thì chọn Thank you.
A4 là đâu đó ta? Thank you.
sẽ trải theo này đi. Ví dụ cái đoạn này, cái đoạn này mình cầm cái đoạn này có thể mình đặt cái sáng, mình cái sáng mình đừng có vẽ lên cái này, đừng có lấy bút vẽ lên này và không được thái cái này, mình cứ làm theo của mình thôi. Bây giờ hiện tại mình chưa có cần cái sản phẩm là ok lắm, mình chỉ cần những gợi ý cho nó đủ thời gian chạy cái chương trình này. Ví dụ bây giờ cái mình cứ chạy cái màu cây Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.